Đây là hình ảnh lúc ban đầu nè, tổng thể gương mặt của khách hàng, của các bạn thí sinh thiên nhi này, thì chúng ta thấy là dáng mũi nè nó không được cân đối, và cái sàn phần sống nó hơi bị nghiêng chút xíu, phần sống ở trên nó hơi bị chênh lệch, và cái dáng mũi rất là thấp, và nếp mí cũng biến là nông, và nó nhăn, tạo độ nhăn hai bên nó không đều nhau và cân đối với nhau, và nó không có tạo tự nhiên và căng xứng. Và phần hàm chúng ta thấy hai ống hàm hai bên nó bị nhô ra, không có tạo dáng vê lai và mắt cân đối gì về phần gương mặt, tạo nên góc cạnh rất là nhiều so với tổng thể gương mặt. Chúng ta thấy rất là góc cạnh, không có tạo dáng vê lai. Sau khi đã được phẫu thuật xong thì chúng ta phần cằm thì dưới cằm thì cũng được nhô, phần cằm cũng được nhô dài ra. Thì sau khi được phẫu thuật xong thì chúng ta thấy thay đổi một cách hoàn toàn và hoàn ngược. Đây là hình ảnh dưới trước chân mũi thì dáng mũi cũng được cao. Phần cằm chúng ta thì chúng ta thấy phần cằm ở góc độ nghiêng như thế, chúng ta thấy là nó thô và nó làm vào trong, nó không có tạo độ nhô của phần cằm, nó không có đường nhọn đó. Thì sau khi đây là nhìn trong khiên, chúng ta thấy quan sát rõ nhất, thấy cái phần này rõ nhất đó, giữa xương góc hàm và phần cằm nó bị thô phía trong, nó không có tạo độ nhô. Và phần mũi chúng ta thấy cái phần xương nè, phần xương nó hơi bị nhô, nhấp nhô, nó không có bị, nó không được cân đối và bằng phẳng, tạo cái dáng S-line đấy. Thì sau đây thì chúng ta sẽ được kết quả như ngày hôm nay, nhà cách cái bạn thiên nhi này thay đổi một cách dễ, thay đổi diện mạo một cách hoàn toàn. Đây rồi, là hình ảnh thực tế của khách hàng nha. Đây các là bạn hình ảnh thực tế của cái thí sinh thiên nhi này, biến đổi nhan sắc một cách hoàn toàn sau 9 tháng. Thì mức độ giờ đây em đã sở hữu được cái gương mặt rất là trẻ trung nè, duyên dáng nè đấy, và giữa phần mắt, mũi và cằm và hai phần hàm phía trên, và kể cả phần ngực luôn nhé. Phần ngực cũng được cân đối và nhô cao và tự nhiên. Đối với phần ngực của em á, sau khi được phẫu thuật xong thì em thấy nó như thế nào, nó có cảm giác đa ê và cả đau như thế nào không? À, hiện tại thì nó rất bình thường. Và giờ nó có độ mềm mại nhiều không? Dạ có, rất là mềm. Rồi ok, tại vì so với cái đặt cái ngực á thì mình sẽ đặt dòng túi nano. Thì thông thường dòng túi nano thì mình không có phải cần massage, sau khi phẫu thuật mình không cần phải massage gì cả, thì tự động nó sẽ mềm lại. Và sau thời gian từ 6 tháng đến 1 năm thì em cảm giác giống như là ngực thật, khi em sờ vô thì giống như ngực thật luôn, nó không cần phải massage và nhiều lần so với những cái dòng túi trước. Thì giờ đây thì em cũng đã sở hữu cái dòng ngực rất là tốt và chuẩn nha. Giúp em cảm thấy tự tin hơn so với cái hình ảnh ban đầu của em. Bây giờ thì diện mạo của em thay đổi một cách hoàn toàn nha. Thì chúc mừng em. Chúc mừng em, thì bác sĩ cũng chúc mừng em sẽ được thành công hơn và được nhiều người yêu mến hơn đối với cái diện mạo của hiện tại của mình. Và em cảm thấy tự tin hơn nha. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi.